Hôm qua em mơ hay tất cả là sự thật? Sao môi em run và nước mắt vẫn tuôn, mắt em đẫm lệ, hy vọng anh sẽ về, cầu mong mọi thứ sẽ tốt hơn chứ đừng tệ thêm đi. Anh tay trong tay trao nụ hôn nãy giữa ban ngày, xem ra em chẳng còn là gì của anh. Mắt em nhắm lại không thể thêm nhẫn nại, mặc dù cho anh là người mà em yêu thương rất nhiều. Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không? Hãy trả lời câu hỏi của em một cách thật lòng. Ngoài người mà anh luôn nói là mãi yêu, còn một người nữa, người đó đã biết hay chưa, đã biết bên anh đã có em chưa? Thôi anh đi đi, không cần phải nói ra làm gì. Buông tay em ra đừng như thế nữa mà. Mắt em nhắm lại không thể thêm nhẫn nại, mặc dù cho anh là người mà em yêu thương rất nhiều. Một lòng một dạ để ngoài người mà anh luôn nói là mãi yêu, còn một người nữa, người đó đã biết hay chưa, đã biết bên anh đã có em chưa? Chẳng hiểu vì gì mà em vẫn khốn khó để yêu anh, bỏ qua tất cả để anh có hạnh phúc em đêm. Phải bỏ ngoài ta trả lời câu.